Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, nắng nóng gay gắt tiếp tục. Trời oi bức, khó chịu, nhưng đến chiều tối khả năng có mưa rông. Dự báo đợt nắng nóng này còn kéo dài. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết khu vực Hà Nội 3 ngày tới tiếp tục còn nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Đến chiều tối, có lúc nhiều mây, có thể có mưa rào và rông. Ban đêm trời oi bức, với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 28 đến 30 độ. Trong 3 ngày tới, thời tiết Bắc Bộ sẽ có nhiều sự thay đổi. Ngày mùng 3 tháng 7, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có thể có mưa rào và rông, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, độ ẩm trung bình từ 60 đến 70%, khả năng mưa từ 50 đến 70%. Ngày mùng 4 tháng 7, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có thể có mưa rào và rông, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3, chiều tối có mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 31 độ. Ngày mùng 5 tháng 7, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có thể có mưa rào và rông, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3. Ngoài ra khu vực Bắc Bộ còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Hòa Bình và khu vực Đồng Bằng còn nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 65%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 60%.